Kỳ Duyên xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Kỳ Duyên đang ngồi ở Biomed Clinic ở bên Thái Lan. Và hôm nay cái liệu trình của Kỳ Duyên là thải độc toàn thân và chống lão hóa. Tới đây là ăn uống massage, nằm thư giãn, bước ra trẻ hơn. Ở trong thôi nha, ở ngoài Duyên không chắc, nhưng mà ở trong là trẻ hơn 20 tuổi là mình thấy sung sướng cuộc đời rồi. Thật sự ra là Kỳ Duyên tìm tới những cái phương cách này là vì muốn giữ cho mình khỏe. Và đúng, mình càng lớn thì mình càng thấy những cái câu mà các cụ nói đó rất có lý quý vị. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thành ra Kỳ Duyên nghĩ rằng là thôi, ráng nhịn ăn nhịn mặc lại một tí để lo cho sức khỏe là tốt nhất. Quý vị đã chuẩn bị coi chưa? Quý vị có thích ăn phở không thì xin mời quý vị thêm một bát nước béo đi với hành trần. Thưa quý vị, đây là cái lượng mỡ ở trong máu của Kỳ Duyên. Quý vị thấy tưởng tượng không? Duyên gầy như vậy mà người ta vẫn nói có mỡ. Tới cái tuổi mà Kỳ Duyên nghĩ là 40 trở lên thì mỗi năm mình nên đi lọc máu một lần, để cho tất cả những cái chất gì dơ, nhất là ở Việt Nam thì phải nói là cái môi trường của nó, ngay cả mình còn trẻ mà mình đi ra ngoài đường mình hít bụi bặm thôi thì Kiều Duyên nghĩ là trong máu mình nó sẽ nhiễm nhiều những cái chất ô nhiễm. Thì sau đây đã lọc xong rồi và em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Quý vị thấy đó, cái liệu trình của họ rất là khoa học. Trước khi truyền tế bào gốc đó thì Kiều Duyên đã đi qua những bước là thải độc toàn diện. Sau đó là mình cho những cái chất bổ vào. Kỳ Duyên đã cho NAD cộng nè, cho curcumin là cho tinh chất nhẹ nè, và bây giờ là cho thêm một tinh chất protein để mà nó tạo lên cái môi trường tốt nhất để cho những gọi là những em bé tế bào gốc có thể sống ở trong cơ thể của mình. Và thưa quý vị, bây giờ thì Kỳ Duyên đang truyền tế bào gốc. Và nói về tế bào gốc đó thì cái gì chúng ta cần biết? Cái quan trọng nhất là cái nguồn gốc của cái tế bào gốc đó. Thì thưa quý vị, khi mà Kỳ Duyên xài tế bào gốc của Cryoviva thì đã được hai trung tâm kiểm định về y tế của Mỹ là AAPP và FDA approved. Và cái đó là hai cái trung tâm mà Kỳ Duyên rất là tin tưởng. Thứ nhì là mình cần biết là phải truyền bao nhiêu. Thì như Kỳ Duyên nói đó, mình nên đi gặp bác sĩ, như Kỳ Duyên đã tư vấn bác sĩ Michael. Vì đối với cái trọng lượng của thân thể của mình và cái gì mình cần thì bác sĩ phải tính cho mình bao nhiêu con tế bào có thể sống được trong mình, chứ không phải cứ truyền bao nhiêu là truyền. Quý vị thấy không? Còn ai sướng hơn tôi, vừa truyền tế bào gốc vừa được làm massage. Trời ơi, vậy còn người đẹp đưa cà phê nữa, quý vị thấy không? Và thưa quý vị, đó là nguyên một cuộc hành trình của Kỳ Duyên để khám phá, tìm tòi và để trải nghiệm cái thải độc toàn thân và trẻ hóa toàn thân. Và Kỳ Duyên sẵn sàng nói và sẵn sàng giới thiệu Filter Clinic cho tất cả ai muốn dùng, vì đây là một nơi mà Kỳ Duyên đã tin tưởng, đã nghiên cứu và Kỳ Duyên thấy rất là happy. Thành ra chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và càng ngày càng trẻ ra, giống em đó. Bye!